Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ăn cắp nghìn tỷ, Thứ trưởng Công an ra tù sớm. Đấu tranh cho nhân quyền, Phú Trọng cho nhốt tới ngàn thù. Hai cựu quan chức cấp cao của ngành công an Việt Nam trong một vụ án lớn vừa được công bố mãn hạn ra tù. Đó là các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành. Vào hôm 31 tháng 8 năm 2021, báo chí đưa tin tại một cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 nhân dịp quốc khánh ngày 2 tháng 9 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù, không thuộc phạm nhân đặc xá nhân dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Đây là hình ảnh hai cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành bị bắt vì tham nhũng liên quan đến Vũ Nhôm. Trước đây, vào ngày 13 tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai quan chức cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân với lần lượt là 30 và 36 tháng tù giam cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng là bị cáo trong vụ án này, ông Phan Anh Vũ bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên án tù tới 15 năm, tổng cộng hình phạt chung là 30 năm tù. Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, bị tuyên 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù. Những sai phạm của hai cựu quan chức cấp cao thuộc ngành công an đều được tòa án kết luận liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công sản. Trong đó, ông Vũ đã bị kết án với hình phạt nhiều năm tù qua nhiều phiên xét xử khác nhau. Hôm 31 tháng 8, một số nhà quan sát thời sự chính trị tại Việt Nam cũng chia sẻ với đài tiếng nói BBC tiếng Việt quan điểm riêng của mình về diễn biến này cũng như nhân dịp này đã bình luận về cuộc chiến củi lửa đốt lò do nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo. Từ Nha Trang, ông Võ Văn Tạo, nhà báo tự do đã nói với đài BBC như sau. Điều đáng nói là vụ án Vũ Nhôm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn tài sản quốc gia, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với chế độ. Tôi cho rằng, nếu không có sự giúp sức của hai ông Thứ trưởng Công an, ông Vũ Nhôm không thể gây án với mức độ nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng tòa án chỉ kết án rất nhẹ nhàng với hai ông đó, chỉ theo tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ lâu, công chúng cũng đã biết khá rõ tệ nạn hư hỏng trong các cán bộ đảng viên cấp cao, nhất là trong ngành công an đầy quyền lực và hưởng rất nhiều bổng lộc. Đặc biệt, họ có thể đi phạt không hóa đơn. Nhưng cơ quan điều tra của Bộ Công an không điều tra về dấu hiệu phạm tội hối lộ như trường hợp của nhiều nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Công an Nguyễn Duy Linh. Đây là hình ảnh hàng loạt các loại tướng quân đội và tướng công an tham nhũng đã bị bắt trong thời gian gần đây. Do đó phải chăng đó chính là sự ưu ái nhẹ nhàng với hai ông? Và như thế thì pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, công bằng và thỏa đáng. Nhà báo Võ Văn Tạo đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Còn từ Geneva, Thụy Sĩ, ông Đặng Dương Hùng, nguyên phó vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra nhận xét như sau. Điều đặc biệt ở đây, theo tôi là hai ông cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong án tù, chứ không phải để được xem xét giảm án tù. Và như dư luận cũng có thể nghĩ rằng, thường thì quan chức cấp cao mà phạm tội thì tội phải nặng nề lắm, nhưng chỉ bị xử phạt tù ít như vậy. Và nếu là dân thường phạm tội và phạm tội tương tự thì sẽ ra sao? Còn về công cuộc đốt lò củi lửa chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, tôi cho rằng ông đã chủ trì dẫn dắt với ý định có phần chủ quan, hay nói đúng hơn là có vẻ bề ảo tưởng. Ấy là qua đó sẽ làm sạch đội ngũ bộ máy lãnh đạo của Đảng, cán bộ trong các bộ máy của chính quyền. Và dường như có nể nang nhẹ tay hay bên trọng bên khinh ở đây, ngầm cho các cựu quan chức cấp cao khác trong bộ máy của Đảng và chính quyền mà đang chịu án tù một tia hy vọng rằng nhà nước và đảng vẫn nhẹ tay hơn với các quan chức. Từ những câu hỏi được đặt ra nêu trên, liệu có thể công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nặng về khẩu hiệu hơn là thực chất hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và phải chăng củi lửa đốt lò chỉ nặng về đấu đá phe phái nội bộ nào đó mà nếu cùng phe cánh thì sẽ có sự châm trước nhẹ tay? Trong lúc lãnh đạo nắm vững tâm lý của nhiều người dân, những người không phải lúc nào cũng có thông tin đầy đủ, mà vẫn cho rằng có chống còn hơn không, cứ cho củi vào lò còn hơn là để lò lạnh. Ông Đặng Dương Hùng, một cựu cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam,
đã nói như thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, hiện vẫn là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, liên tiếp 3 nhiệm kỳ, mặc dù điều lệ đảng không cho phép. Còn nhà báo Vũ Văn Tạo nói tiếp thêm, theo thông lệ hàng năm, cứ nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Tết Nguyên đán tại Việt Nam, ông Chủ tịch nước lại ra quyết định đặc xá cho các tù nhân đã chấp hành án được một thời gian nhất định theo luật định, được chạy giam và hội đồng xét đặc xá, nhận xét cải tạo tốt, dịp nào cũng vậy. Thật mất công và đáng buồn khi những người lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội của đất nước, những tù nhân lương tâm hay còn gọi là chính trị phạm, thực chất là những người tâm huyết với dân với nước, có công chứ không phải có tội, chưa được giảm án hay đặc xá như hàng nghìn tù thường phạm khác. Còn tờ báo Tuổi Trẻ cũng viết về quan điểm này như sau. Đợt đặc xá dịp Quốc khánh ngày năm 2021 không xét đặc xá với phạm nhân bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, vân vân. Và tình trạng nguy cấp của Trần Đình Huỳnh Di Thức như thế nào? Thông tin mới nhất từ gia đình sau khi anh Thức gọi điện thoại về nhà vào hôm 30 tháng 7 năm 2021. Đó là sau gần một tháng rưỡi, từ lần cuộc gọi giữa tháng 6, anh Thức được điện thoại về nhà. Gia đình thật mừng và giải tỏa được căng thẳng khi nhận được cuộc điện thoại này, vì lẽ ra anh đã phải được gọi về từ rất lâu rồi. Anh là một người tù mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt rất lâu và cho nhốt vì bất đồng quan điểm cũng như anh đấu tranh cho quyền tự do dân chủ của người dân. Đây là hình ảnh sau nhiều tháng tuyệt thực, hiện giờ tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức chỉ còn da bọc xương. Anh gọi về cho hai cô con gái của mình qua điện thoại, mặc dù anh không nói nhưng vẫn nhận ra được sự mệt mỏi, ít sức lực, thở dốc qua giọng nói. Sau khi hỏi thăm gia đình, anh Thức cho biết tình trạng của anh như sau. Từ mép cõi chết đã trở về, anh Thức cho biết hiện giờ người anh toàn xương không biết là bao nhiêu ký nữa. Cũng từ lâu rồi anh từ chối khám sức khỏe, chỉ tự đo huyết áp mà thôi. Anh nói gần một tháng rưỡi trước, đã khoảng giữa tháng 6, anh cân được 55kg, giờ chắc dưới xa mức đó. Y tế trại kêu anh khám, nếu cần thì nhập viện, nhưng anh đã không đồng ý. Đưa anh nước truyền dịch, anh cũng không đồng ý. Vào ngày 20 tháng 6, anh phải lết, không chống gậy đi được, vì vùng thắt lưng yếu nên anh không đứng vững. Cái lưng cứ bị ngả nghiêng. Tới sáng ngày 24 tháng 6, thắt lưng anh yếu tới mức anh nằm không thể nhấc lưng lên ngồi dậy được. Anh phải xoay úp mặt xuống, dùng cả hai tay, hai chân nhất cong người lên thì mới có thể ngồi lên được. Đây chính là số phận của những trí thức Việt Nam đã bị đày đọa như thế nào dưới chủ nghĩa cộng sản. Họ không muốn người dân biết được sự thật, và luôn bỏ tù những tiếng nói phản biện mang tính chất xây dựng. Và tiếp theo vào đêm 25 tháng 6, dạng 26 tháng 6, anh Thức thấy tường Trần sụp đổ và người anh như bay lơ lửng, kéo theo những hơi sức cuối cùng khỏi cơ thể. Anh nói với các con, ba cầu nguyện để ra đi thanh thản, và mê man tới 2 giờ 30 phút khuya thì tỉnh lại mới biết mình vẫn còn sống. Không chỉ bắt những tù nhân là nam giới, Đảng Cộng sản Việt Nam còn bắt nhốt rất nhiều phụ nữ. Đây là hình ảnh một số phụ nữ là tù nhân lương tâm bị bắt trong giai đoạn gần đây, trong đó nổi bật có Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang và Cấn Thị Thêu. Và nhà nước Việt Nam cho biết, cho đến nay họ đang bắt giữ và giam giữ trên 100.000 người dân Việt Nam. Trong này có rất nhiều những tù nhân lương tâm, hay còn gọi là tù chính trị, chưa biết khi nào được ra. Nhưng ngược lại, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các quan chức cấp cao của ngành công an, quân đội, tòa án, họ tham nhũng hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng của người dân nhưng được ra tù rất sớm và có thể chỉ ở tù mang tính chất tượng trưng mà thôi. Đây là sự không công bằng mà tất cả người dân cần phải đấu tranh để loại bỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 9 năm 2021 với bản tin Ăn cắp nghìn tỷ, Thứ trưởng Công an ra tù sớm, đấu tranh cho nhân quyền, Phú Trọng cho nhốt tới ngàn thù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.